Tôi khán giả, thời gian qua xảy ra nhiều vụ án rúng động dư luận khi hung thủ dùng cyanua để giết người. Cách đây nửa tháng là vụ án tại Đồng Nai, Nguyễn Thị Hồng Bích sát hại chồng và ba cháu của mình bằng chất kịch độc này. Hay gần nhất là vụ việc tại Thái Lan, 6 người chết do ngộ độc cyanua. Dẫu biết còn đó những lỗ hổng từ việc quản lý mua bán loại hóa chất nguy hiểm này, song thực tế nhiều người không biết cyanua cũng có trong các loại thực phẩm tự nhiên và hiện hữu từ nhiều đồ đạc trong gia đình. Biết cách loại bỏ chúng sẽ giúp chúng ta có được cuộc sống an toàn hơn. Cyanua là hóa chất cực độc, liều tử vong khi nuốt phải từ 1 đến 3 mg trên 1 kg hoặc nếu nồng độ trong máu 3 mg trên 1 lít. Hít phải khí có chứa cyanua với nồng độ trong không khí đạt 270 ppm sẽ tử vong ngay lập tức hoặc trong vòng 30 phút nếu nồng độ đạt 110 ppm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, cyanua có thể là khí không màu hoặc ở dạng tinh thể và đôi khi được mô tả là có mùi hạnh nhân đắng, nhưng không phải lúc nào nó cũng phát ra mùi và không phải ai cũng có thể phát hiện. Loại chất này có trong nhiều nguồn độc khác nhau như đám khói cháy, nhất là cháy vật dụng như len, tơ tằm, cao su tổng hợp, các chất polyurethane từ nhựa dẻo, sơn, keo, chất chống thấm, cách âm, nệm nhưng với hàm lượng nhỏ. Ngoài ra, hóa chất từ phòng thí nghiệm hay sản xuất công nghiệp như luyện kim, chụp rửa ảnh, làm nữ trang hay đồ nhựa, khai thác mỏ, chất thải cũng có thể sinh ra cyanua. Chất độc này có đặc tính tan trong nước và bay hơi ở nhiệt độ cao. Trong tự nhiên, chất kịch độc này được tìm thấy ở hơn 2.000 loài thực vật